Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 0.1 token có cái hiệu là IET của khoảng 10 đô cho dự án này nữa. Thì những dự án mà nhận 0.1 token thì tổng khung thứ rất là thấp nha các bạn. Thì để tham gia dự án này, hôm nay các bạn click cho phần link mô tả dưới video mà tôi đã start để chat chatbot nè. Rồi, tiếp tục 3 x 4 bằng 12 các bạn click captcha. Rồi. 2 cộng 2 bằng 4. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh Telegram group nữa mà. Asset, rồi bạn bấm đáp lên người ta các bạn. Rồi các bạn bấm vào Asset. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào Airdrop tag nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn xin chào kênh Seller nè. Các bạn xin chào kênh Seller, các bạn bấm đáp lên nè. Các bạn bấm Don nha tất cả các bạn. Mình đã nhận được 2.02 tục bằng Atit. Tiếp tục thì các bạn xin tiếp kênh Group nè. Rồi bạn xin chào nha tất cả các bạn. Rồi bạn bấm đáp lên nè. Các bạn bấm Don nè. Mình nhận được 0.02 nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn làm nhiệm vụ nữa, follow tờ Twitter nữa. Trên tờ Twitter nó thì các bạn nhấp vào một follow nữa. Đâu ta? Nhấp vào một trên đầu nữa các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè, các bạn bắt up lên nè. Con bot này cũng hơi khó ăn ạ. Vì sao nó ta? Follow Twitter nè. Mình follow rồi. Tiếp tục thì các bạn điền là username Twitter của mình nha các bạn. Cộng win. Mọi nguồn ai góp nó những con bot nó khác nhau đều khó hiểu quá các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Nhận 0.2 tốc ăn nữa nè. Rồi tiếp tục các bạn retweet. Thì các bạn vào đây các bạn retweet cái link này nè các bạn. Các bạn copy hashtag này các bạn và tan dài người bạn mình vào các bạn. Nó không cần hashtag thôi, bạn nhấp vào fan thôi các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet lên thôi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Retweet and send. Tiếp tục thì các bạn gỡ lên cái link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter các bạn gỡ lại nè. Bạn nhấp đoạn lên cục nè, nó dùng hồ sơ nè. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Mình gửi cho bot nè các bạn. Ok, mình đã nhận 0.02 tách nữa. Rồi tiếp tục thì các bạn follow minimum nè. Trên minimum các bạn follow gỡ lên đường link profile google nè. Nhấp vào đây nha. Bạn chờ xíu mà. Trên minimum thì các bạn follow nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Một đường đen các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bao gạch cùng nè. Các bạn sao chép cái đường link URL minimum mình nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn gửi cho bot nè. Nhận được 0.2 nữa. Rồi tiếp tục gì nữa không ta? Và các bạn dạo xíu nữa các bạn. Ok đã hết rồi. Rồi các bạn bấm vào Add Wallet nha các bạn. Các bạn tiếp tục các bạn gửi địa chỉ UNB Smart Chain trên chút wallet của mình nè. Lên sao chép nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi, các bạn bấm vào Balance để check số cần mà kiếm được. Mình đã nhận được 0.1 token ATX. Các bạn bấm vào Get Link lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè, những người thân các bạn. Airdrop này có support này nó chắc uy tín mà. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo tụi mình nhé.